Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Triều Tiên chính thức đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đường phố Bình Nhưỡng được trang trí bằng vô số lá cờ của hai nước. Chính quyền Triều Tiên đã đặt nhiều biểu ngữ dọc theo tuyến đường đoàn xe hộ tống Tổng thống Putin, ghi lời chào mừng bằng cả tiếng Triều Tiên và tiếng Nga. Những bức ảnh chân dung của Tổng thống Nga Putin cũng xuất hiện trên đường phố Bình Nhưỡng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân tới sân bay Bình Nhưỡng để đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Rạng sáng 19 tháng 6, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay Bình Nhưỡng, Triều Tiên, chính thức bắt đầu chuyến công du đầu tiên của ông đến Triều Tiên trong 24 năm qua. Sau đó, cả hai lên ô tô di chuyển về nhà khách quốc gia Kim Su-san. Sáng 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm Bình Nhưỡng. Quảng trường chật kín người dân địa phương đến chào đón Tổng thống Nga. Những em thiếu nhi Triều Tiên cầm bóng bay tại quảng trường, những bức chân dung khổng lồ của hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên với quốc kỳ trang trí tại Đại lễ đường. Triều Tiên đã tổ chức lễ đón tiếp ông Putin vô cùng trọng thị. Dàn nhạc quân đội ca vang quốc ca của hai nước và Triều Tiên cũng thực hiện nghi thức bắn loạt đại bác chào mừng.
lễ đón, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng Tổng thống Nga Putin lên ô tô di chuyển đến nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Dù thời tiết ở Bình Nhưỡng nắng gắt, nhiều người dân Triều Tiên đã cầm theo quốc kỳ hai nước đứng ở các con phố để đón chào Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ông Putin đánh giá hiệp ước là văn kiện đột phá, qua đó hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Hiệp ước đặt ra những nhiệm vụ và định hướng lớn làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước trong dài hạn, trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa cũng như an ninh. Về phần mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh với việc ký kết hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, hai nước đưa quan hệ đồng minh lên một tầm cao mới. Theo ông, đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ hòa bình, an ninh và xây dựng quốc gia vững mạnh vì lợi ích của hai nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm giải phóng Triều Tiên trong chuyến thăm đầy trang trọng tới Bình Nhưỡng. Sau đó, hai nhà lãnh đạo tham dự buổi hòa nhạc của Triều Tiên. Hãng thông tấn KCNA cho biết, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự vui mừng trước chuyến thăm Triều Tiên và cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của nhà lãnh đạo Triều Tiên.